Trời ơi. Em là hóa thân mà cô cám nhưng em không phải là cám. Cuối cùng là cuối cùng câu trả lời quan trọng nhất, bạn hóa thân là ai? Bạn hóa thân là cám và đó là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Em biết rồi nhưng mà vấn đề là cứ hỏi em gấp. Này, chưa bao giờ em mặc cái thúng mà thủng ngay đầu. Trời ơi, tôi đã thấy gì làm rồi? Sao mà làm sao mà ơi? Thôi, làm ơn đứng lên đi. Nhưng em thề với anh, lần đầu tiên trong sự nghiệp của em là mặc cái váy mà bây giờ em mới cảm giác là không hiểu tại sao mà các chị em phụ nữ lại thích mặc váy như thế. Em thề với anh là mát cực. Của đội thập niên 80. Anh có muốn vào không? Không, không. Anh thử cảm giác mạnh một tí đi. Tấm thân nhỏ bé phải ở lại với đại gia đình. À, tấm thân nhỏ bé phải ở lại với đại gia đình à. Và bây giờ chúng ta chào đón sự trở lại của nghệ sĩ Tự Long. Xin mời. Và và bây giờ sẽ là một phút dành cho đội thập niên 80 để đưa ra câu hỏi và trả lời để xem Tự Long đang hóa thân thành nhân vật nào. Đây là một nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích. Một phút bắt đầu. À, truyện cổ tích nước ngoài. Khóc. Truyện cổ tích Việt Nam. Đúng. Đúng. Em giúp được không? Nhanh, em giúp anh đi. Ngày xưa đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Em là nhân vật Bà Tiên phải không? Không. Không. Con dở người. Cô công chúa phải không? Không. Cô gái phải không? Đúng. 10 giây. Nhanh. Còn cô 10 giây. Giờ cái đầu, giờ cái đầu. Cô Tấm. Không. Giờ cái đầu, giờ cái đầu. Con Quạ. Không. 5 giây. Nhanh mà gần đúng rồi. Anh ơi. Nhanh. Sờ áo. 3 đi. 2 Thì nở. 1 Nói tên đã thế rồi sao? Cố cám. Cuối cùng nhân vật bạn hóa thân là ai? Ôi, mình đoán là cố cám rồi còn gì? Đó, có phải câu trả lời của bạn đâu. Chúng tôi cần câu trả lời của bạn. Thì em bảo cô Tấm rồi không phải. Thì em hỏi cô cám có đúng không còn gì nữa. Thì bây giờ người ta nói đúng rồi. Bạn có nhận bạn là cám không? Không. Trời ơi. Trời ơi. Em là hóa thân mà cô cám nhưng em không phải là cám. Cuối cùng là cuối cùng câu trả lời quan trọng nhất, bạn hóa thân là ai? Bạn hóa thân là cám và đó là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Em biết rồi nhưng mà vấn đề là cứ hỏi em gấp. Này, chưa bao giờ em mặc cái thúng mà thủng ngay đầu. Trời ơi, tôi đã thấy gì làm rồi? Sao mà làm sao mà ơi? Thôi, làm ơn đứng lên đi. Nhưng em thề với anh, lần đầu tiên trong sự nghiệp của em là mặc cái váy mà bây giờ em mới cảm giác là không hiểu tại sao mà các chị em phụ nữ lại thích mặc váy như thế. Em thề với anh là mát cực. Mà cái cảm giác mát này nếu như anh em mình mặc mỗi quần đùi thì nó lại cảm giác mát là lại khác. Đằng này lại cố quần mà mặc cũng như không. Thế mà chị em phụ nữ vẫn thích mặc váy được. Em lạy các chị để các chị chọn. Em thấy đấy ngồi dạng đây đẹp đấy. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy hình ảnh của Tự Long như thế này. Tức là anh Sâm nói câu đấy, tức là ý anh bảo em là tay thì nhặt lá còn chân thì đá ống bơ như thế này. Xin chúc mừng đội thập niên 80, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ không phải chỉ có của Ốc Thanh Vân đâu, của cả cái phim trường này. Vâng, em mà đã cần tìm ra câu trả lời cuối cùng mình. Em cần là ông Hoàng Nhạc Dốc nói gì thì hình như là ông ấy tiết kiệm lời với em. Bây giờ thì nói chuyện một cách nghiêm túc này, cô cám này, cô cảm thấy thế nào khi mà tham gia Ký Ức Vui Vẻ, nhắc đến nhân vật chính cô cám trong truyện cổ tích Tấm Cám? Em mà nói thật sự là thế này này, khi nhắc đến vai này mà giờ em nhìn anh Thành Lộc em thấy kinh hoàng. Chẳng qua là con mụ Phi Phi nó cho em thêm một bông hướng dương ở giữa chứ còn chứ đúng không, ra là không có cẳng, có cẳng là cám đúng ra là phải sẽ đúng phải, như thế này đúng ra là phải bỏ bông này ra thì trông nó mới giống anh Thành Lộc, mà lại còn thiếu cái nốt ruồi. Mà phải nói là anh Thành Lộc cũng là một trong những nghệ sĩ mà những cái nghệ sĩ ở ngoài Bắc ấy là rất thần tượng anh Thành Lộc, bởi vì cái cách diễn của anh Thành Lộc, thứ nhất anh Thành Lộc hóa thân vào rất nhiều những nhân vật khác nhau, đặc biệt là những nhân vật xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích, và đã có những cái series kịch dành cho trẻ em về những câu chuyện cổ tích mà anh Thành Lộc đã hóa thân. Em có thể nói rằng là anh Thành Lộc cũng là một thần tượng, cũng là idol của em Xuân Bắc, bởi vì anh Thành Lộc rất giỏi, giỏi ở góc độ là anh làm cái gì cũng được và đầy nhiệt huyết, cực kỳ yêu nghề.
Và đấy là những thứ mà em với Xuân Bắc cũng như một số những nghệ sĩ ở ngoài miền Bắc rất yêu quý và mến mộ cũng như là hâm mộ và dành tình cảm cho anh Thành Lộc rất là nhiều. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cái này thì cho em tiếp lời ạ. Anh Thành Lộc cũng là thần tượng của em, yêu lắm ý. Và cái series là Chuyện Ngày Xưa Ngày Xưa, nhất là nhân vật con cám này này, và đến bây giờ anh Thành Lộc vẫn diễn. Và anh Lộc làm đem lại niềm vui cho tất cả mọi người, đem lại niềm vui cho cả chúng em, và luôn luôn là một tấm gương. Đấy là chúng ta đang nói tới nghệ sĩ Thành Lộc, người đã hóa thân vào vai cám rất thành công đúng không? Vâng. Thế còn bây giờ thì tôi nhìn cái bức ảnh này và nhìn Tự Long thì tôi thấy thế này này. Ở kia là cái hoa gì, hoa ly hay là hoa gì nhỉ? Hoa ly, hoa ly đúng không? Và nếu như mà cô cám ấy, cô mà sống lại ấy, cô có thật ấy, thì chắc chắn là cô ấy cảm thấy hài lòng và yêu anh Thành Lộc hơn rất nhiều. Bởi vì là trông cái cô cám này nó đẹp hơn nhiều, nó dễ thương hơn nhiều là cái cô cám mà chúng tôi đang thấy có ba cái bông hoa. Thấy chưa Long ơi? Nhưng mà thực ra là hình ảnh này là vẫn đúng, tại vì vẫn là tạo hình của nhân vật cám trong một cái phân cảnh khác. Đúng. Còn chẳng qua mình cảm thấy nó sai sai là do gắn cái mặt của anh Tự Long vô thôi. Đây là nhân vật mà anh Thành Lộc đã thể hiện, mà phải nói rằng là nếu mà coi trực tiếp tại sân khấu thì cái hiệu ứng nó là khủng khiếp. Còn coi qua màn hình thì mình vẫn cảm giác được là lúc đó anh ấy đã diễn như thế nào và khán giả đã thích thú ra sao. Và với em cũng như vậy, em luôn dành một sự trân trọng, một cảm phục thật sự trước tài năng và cả nhân cách của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Diễm My 9X đã coi chưa? Em vẫn chưa được coi tấm cám, nhưng mà em coi rất là nhiều vở kịch khác của anh Thành Lộc. Và đặc biệt là em thích nhất là cái vở kịch gần đây cũng rất là sốt vé, đó là vở kịch Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông của anh Thành Lộc, đóng vai bà dì. Đó là cái vở kịch bài dài nhất từ trước tới giờ mà em xem, nó hết 4 tiếng đồng hồ luôn anh. Và khi mà bước ra khỏi sân khấu là 12 giờ mấy đêm, nhưng mà em, tất cả các khán giả đều ngồi coi một cách rất là chăm chú. Và anh Thành Lộc là cái người mà cầm trịch sân khấu từ đầu đến cuối, và khán giả không ai rời mắt khỏi sân khấu một giây phút nào cả. Khi mà màn đóng lại và tắt đèn hết thì khán giả mới đi về, mới thấy được cái sức hút của anh Thành Lộc nó khủng khiếp như thế nào. Vâng, tức là tất cả những câu chuyện xưa, chuyện cũ gì mà đến với sân khấu của ekip Thành Lộc thì nó có một ngôn ngữ mới, một hơi thở mới. Tức là các cháu thiếu nhi thì được nghe những mệnh đề mới từ những câu chuyện đã rất quen thuộc rồi. Và chính vì vậy nên tất cả ekip đều cộng hưởng sự sáng tạo đó và chờ đợi những số khác của nghệ sĩ Thành Lộc là như vậy. Vâng, đó. Tôi nghĩ là trong chương trình Ký Ức Vui Vẻ đôi khi có một cái gì đó nó là mệnh đề A, nhưng mà nó khiến chúng ta quay trở lại với cái ký ức của mệnh đề B, mệnh đề C nhiều nhiều đi chăng nữa. Tôi đảm bảo rằng ban nãy mà hóa trang thế này đi chăng nữa, mà nếu như không có bức ảnh của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc ở trên này ấy, thì ít ai nghĩ rằng đây là hóa thân thành cám lắm, đúng không? Cho nên là khi mà chúng ta đã nhìn thấy những bức ảnh của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc thì ngay lập tức là nghĩ ngay đến vai cám. Thế mới biết tài năng của các nghệ sĩ và đóng góp của các nghệ sĩ như thế nào đối với các cái loại hình nghệ thuật của dân tộc. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Anh cho các mọi người ở lại bàn chuyện anh Lộc đi, em vào thay đồ chứ em thấy là tủ lạnh ở đùi rồi đấy. Cái chính là bạn có không đề nghị, tôi cũng đề nghị vì tôi không thể nhìn bạn hơn được nữa rồi. Rồi, rất là cảm ơn mọi người.